về đêm. Xe xe lạnh. Xe xe lạnh ha. Trong Sài Gòn buổi tối không lạnh lạnh như này. Không đâu, nóng, nóng. Bây giờ hiện tại trong Sài Gòn rất là nóng á. Đỡ hơn mùa hè tí thôi, nhưng mà vẫn còn nóng. Nói chung là hai cái thời tiết khi mà tụi chị ra đây là nó ngược lại. Trong kia thì nó so với đây là rất nóng, ra đây thì lại lạnh. Nó thay đổi nhiệt độ hơi đột ngột hai bên. Hello, chào mọi người. Tối nay Châu với Bủ đi ăn bún riêu ốc nha cả nhà. Tại vì Châu nghe người bạn giới thiệu ở đây có bún riêu ốc rất là ngon, nằm trên ngõ Đình Đại nè cả nhà. Và ngoài đây, ngoài đường, buổi tối ở đây ở ngoài Hà Nội nó rất là phải nói rất là sung luôn cả nhà. Nó không mua gì Sài Gòn mình luôn đó. Thì cả ngày hôm nay Châu đi nhiều quá, mấy ngày trước cả ngày hôm nay Châu hơi bị cảm, Châu nằm cả ngày luôn cả nhà. Bây giờ mới ra đường nè. Bây giờ hai chị em đi ăn bún riêu ốc đây, nghe quảng cáo bún riêu ốc ngon quá. Thật ra hai chị em sẽ đến để trải nghiệm thử nghe, review cho cả nhà nghe. Mời cả nhà cùng đi theo với Châu vô ăn bún riêu nha. Let's go. Đây có lẩu ếch riêu Thái ngay đây. Rồi đây là bún riêu đây. Bún riêu ốc ở đây đây. Quán nằm địa chỉ là số 6 Đình Đại nha cả nhà. Số 6 Đình Đại. Thấy khách cũng đông quá. Hai người. Đông luôn á cả nhà ơi. Hy vọng là người giới thiệu không có mình ăn ngon đúng như là người giới thiệu nha cả nhà. Nhìn thấy đông quá chắc là sẽ ngon đó. Wow, hai tô bún nhìn hấp dẫn quá Bủ ơi. Cả nhà ơi, món bún riêu ốc ngoài đây nó rất là lạ. Đây, bún riêu ốc. Trong đây có hột vịt lộn, thịt bò, đậu hũ, chả lụa, chả, rồi đậu hũ, ốc. Món bún riêu rất là lạ, rau nhìn hấp dẫn không? Bún riêu lạ hả Bủ hả? Có thịt bò, có chả lụa. Ủa như mình không thấy ốc à? Chắc ốc nằm dưới đó. Nha. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng ăn với Châu với Bủ nha. Thấy là nồi súp cũng rất là hấp dẫn nha, họ bán là bút lia lịa luôn á, rất là đông khách luôn đó. Làm liên tục luôn á. Đây tô bún riêu của Châu đây, bây giờ Châu trộn lên nè cả nhà. Bún riêu mà nó có hột vịt lộn nữa cả nhà, lạ ghê á nè. Bún riêu mà có vịt lộn lạ ghê á. Để Châu sẽ bỏ rau vô. Cả nhà biết không, Châu về đây bị thay đổi thời tiết á. Rồi đi liên tục, ngày nào cũng 4 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy, liên tục suốt bao nhiêu đêm như vậy luôn, cứ 4-5 giờ sáng là Châu dậy. Rồi vậy đi từ sáng sớm cho tới chiều tối mới về, là tranh thủ để đi nhiều nơi để quay review cho cả nhà, quay cả nhà YouTube của Châu xem, cũng như Việt Nam của Châu. Rồi thế là thời tiết vừa lạnh vừa nóng làm Châu cảm luôn cả nhà, bệnh luôn, nguyên ngày nay đầm chầm bẹp luôn. Bây giờ mới ngóc đầu dậy đây, đi tranh thủ ăn món bún riêu ốc đây. Hình như mắm tôm họ để sẵn vô luôn hay sao?
Bây giờ ở trong phải lấy vịt lộn ra, tại vì ngày nay cảm cảm đâu dám ăn đâu. Em mở đâu vậy? Ok. Bụ nói châu mới bớt cảm không có nên ăn. Nó có ớt không nha? Ồ, ớt không bù. Còn ngoài đây ăn bún riêu lạ quá, ăn cái loại ớt này nè cả nhà. Ớt cái dạng ớt này là ớt giống ăn bún bò Huế á bố. Chứ không phải ớt tươi sắc ha. Thì trộn. Ở nhà thấy nè. Ăn ớt lạ quá à. Như là bún riêu ốc mình không thấy bún, không thấy ốc, không có ốc cả nhà. Đây là chỉ bún riêu hột vịt lộn, à, có thịt bò, chả, riêu cua, vậy thôi. Để Châu thử nha, Châu mời cả nhà cùng ăn với Châu nha, Châu thử nha. Nước súp nó cũng lạ lạ, nó chua chua cả nhà, Châu thử miếng bún nha. Nó là lạ, nó không có giống kiểu bún riêu của người miền Nam mình. Lộn ra luôn hả? Châu bún ở đây luôn nè. Trời ơi, cả nhà ơi, đây là bún, tô bún của Châu. Đây thì nói chung ra thì không có dám đánh giá là cái này là ngon hay là dở. Nhưng mà đối với hai chị em nha, riêng cá nhân hai chị em thì nó không có hợp, tại vì nó hơi lạ nha mọi người. Nhưng mà không hợp với hai chị em không có nghĩa là không hợp với mọi người. Cho nên mọi người có thể tới đây mọi người thử, thì có thể là mọi người sẽ thích hợp. Tại vì do là chị em quen ăn có giá, có rau chuối ha, các kiểu ở trong miền Nam rồi đó mọi người. Còn cái vị nước lèo này là nó hơi chua chua, nó giống giống canh chua. Cho nên mọi người hãy trải nghiệm cũng ok. Thì nói chung á là không phải là nó dở, thì cái cách của Châu thì tại vì Châu quen ăn trong kiểu của vùng miền Nam rồi. Sài Gòn là nó phải có rau giá, bắp chuối, rau muống, rồi có riêu. Châu ăn thì không có hợp khẩu vị đối với Châu. Thì Châu hỏi Bủ em sao Bủ. Bủ cũng nói hình như nó cũng phải gu của em chị Châu ơi. Thì tại vì thật ra mà nói mọi người thông cảm là tại vì hai chị em là người dân sống trong miền Nam, trong Sài Gòn. Nhưng mà quán rất là đắt này cả nhà, rất là đông khách luôn. Có nghĩa là món này là đối với cái quán ăn ở này thì Châu nghĩ ở đây là quán trong những món riêu là quán ngon nghe cả nhà, chứ không phải dở đâu. Tại vì bước vô mà thấy nó đông người ta như vậy nè, thì cả nhà thấy còn cái đường mũi tên họ nói là lên trên gác nữa nha, trên nguyên một cái tầng trên gác nữa. Nãy khách tới, Châu tới là thấy khách lên trên đó từng rúp cũng đông lắm á, thành ra rất là đông khách. Nhưng mà có lẽ không hợp khẩu vị của hai chị em mình ha Bụ ha. Thành ra chúng cũng không hẳn là mình dám mình chơi dở đâu. Đúng rồi. Cho nên là mọi người mà đến Hà Nội thì mọi người có thể đến trải nghiệm thử. Coi như là mình trải nghiệm những món ăn ngoài Hà Nội đi. Tại vì đây cũng là một cái món, nói chung là cũng là gọi là một cái món Châu cũng muốn trải nghiệm đó. Đặc sản ngoài Hà Nội cho mọi người ra nên trải nghiệm nha. Cả nhà biết không, bây giờ hai chị em cũng đã ăn xong rồi. Bây giờ hai chị em chuẩn bị đi ra về đây, trở về lại khách sạn nghỉ ngơi sớm để ngày mai tụi Châu đi Ninh Bình. Để đi một cái tour ở Ninh Bình là đi review cho cả nhà mình xem. Hôm nay thật sự Châu rất là đừ, không có make up, không gì hết á, mặt coi là mặt mộc 100% luôn á, rất là mệt mỏi luôn cả nhà. Thì ráng đi ăn tí về uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai tụi Châu là 6 giờ phải dậy để đi nữa rồi. Rồi bây giờ cho Châu ngừng cái clip tại đây nha, và hẹn gặp lại mọi người trong cái clip, những clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.